Ngại khủng khiếp thiệt. Này không có cái chân côn nó nằm dưới đây là không có, không có kéo thử cắt côn cho anh em xem được. Cả dưới đất rồi này. Đấy. Rồi, Trung xin chào tất cả anh em nhé. Đây là cái video test cái con máy Kubota D600 nha. Cái con này cũng chạy trên xe xịt ra mà cái số giờ chạy cũng cực ít luôn, nhưng vấn đề cho nó bị áo sơn nha. Cái máy rửa xe xịt không ra, nó lam như này. Sơn zin bên trong, cái sơn áo bên ngoài nha. Vì lý do người ta sơn phủ với con máy đây nè. Xịt nó bong chốc ra được một vài chỗ. Cái con này thì nhìn nó rất là gọn luôn. Chân máy hai bên đủ hết, đề sạc đủ, nó có luôn cả cái chụp đầu bò phía sau. Trong đây nó có bố nồi mâm ép, có côn đấy, mình gọi là có côn đấy. Rồi đưa ra cốt, cốt có tôm nia này, khóa cốt đầy đủ này. Đó. Từ trên xuống dưới nó như thế này đây. Kích thước nó rất là gọn. Đây. Con này nó nhỏ xác lắm, rất là nhỏ xác luôn. Đây. Đó, để ngang mặt này. Nhìn từ phía sau tới nhá, gọn nhỏ, lóc nó thì khá là ok luôn. Đây là cái tên máy nè, quay xéo xéo anh em xem nhá. D600 này, công suất của D600 này nó tầm khoảng 14 ngựa, có người bắt là 16 ngựa thì tua nhanh. Con này thì nó khoảng 14-3 nghìn nhé anh em. Cổ bô vẫn còn sơn si đầy đủ nhé, có nghĩa là cái thời lượng chạy nó không đáng kể. Máy móc đúng chất bãi, đúng hàng bãi, chưa không phải là hàng dân dùng. Lẽ ra chỗ này có cái tem màu vàng vàng, Kubota cái tem màu vàng đẹp lắm này. Đây, cạo nó ra này. Cái máy rửa xe mình yếu xịt sao không có hết nổi. Xịt quá thì sợ nó bong tróc bên trong. Để nguyên như vậy luôn. Hơi xấu xấu một tí nhưng mà nó có cái hay ở chỗ là máy nó vừa nhỏ vừa gọn vừa côn, chân máy đủ. Cánh quạt ở đâu rồi? Cánh quạt gỡ bỏ bên trong. Máy có kèm theo cánh quạt với lại ly lọc nha nè. Ly lọc nó bắt bên sườn cắt nó ra thì còn nhiêu đó, nó không có dính với máy. Có ly lọc, cốc lọc dầu nha. Đó, nguyên combo nó như vậy. Rồi, cái video Trung test máy cho anh em xem, anh em có đúng nhu cầu sử dụng động cơ ba máy nhỏ mini chạy xuồng chạy vỏ hay là kéo cái gì đấy, chế xe gì đấy, có đúng nhu cầu sử dụng thì liên hệ nhé. Máy đang nằm ở Vĩnh Công, Châu Thành, Long An nhé anh em.